Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì anh em đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi, không khí Tết là gần tới rồi. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một chiếc xe ha, phải nói là cực kỳ đẹp mà tậu về ăn Tết cực kỳ mới luôn. Cho anh em biết nha là xe này vừa mua tại cửa hàng về là bán luôn á anh em. Mua chính hãng, xe chạy đúng 200 cây đó, mới luôn, không một vít chày, và xe 221 luôn nha anh em. Cho anh em coi R15 221 nè. Thì mình nói lô 221, 220, 219, 218 thì nó vẫn là R15 V3, nó không phải là R15 V4, cho nên nó vẫn là mẫu y chang vậy. À, hãng người ta sẽ sơn một số chi tiết, giống như con này 221 người ta sơn lại chỗ này nhám nhám nhìn cho nó lạ, người ta nói 221 thôi, nhưng mà cục máy nó vẫn vậy nha anh em. Xe siêu mới luôn, quay cho anh em xem chỗ này đó, chưa có lăn bánh, nói chung là lăn bánh từ cửa hàng về luôn đó, chỉ đồ còn, thấy em thấy ghê không, cực kỳ can xà bang luôn. Rồi thì bây giờ anh em ngắm em nó nha, rồi mình sẽ giới thiệu tiếp. Thì sẵn tiện đây mình giới thiệu cho anh em cái mẫu cà vẹt của năm 221 là nó sẽ có cái mã vạch như vậy, anh em thấy không, thấy cái mã vạch như vậy. Cà vẹt năm 221 nó khác lại mấy năm trước nha, 221 là đổi hết cà vẹt mới đó, đó là nó sẽ màu như vậy nha, mẫu 221. Và xe này mua tại chính hãng, đây sổ bảo hành còn nè đó, thì mới mua luôn anh em, thì mới mua năm 21, năm nay là năm 221 nè, mua năm 21 rồi, sổ hướng dẫn sử dụng chưa bung luôn đó. Thì bây giờ quay nói gì ta, giờ xe nó mới rồi thì mình nói cái gì nữa ta, bây giờ nói gì, thì nó lên vàng ốc titan là mình lên rồi, không nói nữa, giờ nói gì, bây giờ để suy nghĩ cái gì để nói, không biết cái gì để nói hết. Rồi giới thiệu cà vẹt mẫu mới rồi cho anh em rồi. Đây đồng hồ 200 cây nè, xe can xà beng nè đó. Đó, 253 cây, xe quá mới luôn, mua xe cũ mà được xe mới luôn, quá tuyệt vời anh em. Mình đang mở hai giá đó, rồi vô phát biểu vài câu nè. Phát biểu vài câu đấy nè, chào nè, đây là một người em của mình đã cọc xe mình là rất là lâu luôn, cọc lâu lắm rồi thì mới có xe, mà mỗi khi mà mình tìm được một chiếc xe á là chiếc xe nó phải như sao, tuyệt vời, phải ghê, phải kinh khủng đúng không, kinh khủng luôn. Đó rồi, thì, rồi cái này giao cho em nè, đó từ từ đứng đây nha, chờ anh xíu nha. Đó, đâu rồi ta, cái miếng ở đâu rồi, đây thì anh có một món quà tặng cho em đó, thì nó giống cái con xe, cái này là hồi trước là anh bán nhưng mà bây giờ anh không có bán nữa, còn có một cái duy nhất là tặng cho em một cái bảo vệ các nước titan luôn đó. Nói chung cái này là titan si hay titan gì không biết, nhưng mà nó rất là, nhìn rất là ok. Cái này mình nhập về hồi đó mình bán nhưng mà hết rồi nha, anh em đừng hỏi nữa, mình không có bán. Cái này mình tháo tem ra mình tặng cho em nó luôn, để mình gắn vô cái bảo vệ các nước nhìn cho nó đẹp ha. Đó, rồi xíu nữa anh gắn luôn cho em. Rồi anh nhắn tin anh hỏi mình á là anh Minh ơi xe em sao, chụp hình cho em coi. Ồ ok chụp. Rồi anh kêu là anh Minh ơi quay clip cho em coi đi. Anh mới nói câu anh đảm bảo với em con xe mới 100%. Ừ thì anh nói rồi, em khỏi còn coi clip đi, anh nói rồi, bây giờ anh chụp tấm hình cho em coi thôi. Còn xe mới 100%, chày cái nào là anh trả lại tiền cọc. Không có một cái chày. Ghê không? Mà anh em đừng có phân bì nha, tại vì lâu lâu á mình mới tìm được mấy con như vậy. Có nhiều anh em phân bì kêu anh em ghen tị. Không, anh em phân bì em nói gì nè, là Minh ơi tìm cho em con giống vậy mà đừng có chạy mới như vậy, sao mà tìm được. Thì lâu lâu trường hợp thôi, này chờ lâu đó anh em, có một người chờ 4-5 tháng luôn chưa có xe.
Còn con này Forever là không bán nha anh em, con này của thằng em mình nó đi, không có bán. Đó, mà với lại á, Minh làm, Minh tìm xe, Minh quay YouTube như vậy á, thì mà để mà Minh tìm một cái xe cũ mà cho anh em đi á, nó khó chịu á. Nói chung anh em đi mọi xe mà nó hư hao rồi á, khó chịu lắm. Nói chung mình quay mình phải coi kỹ xe mới mua. Rồi tiếp theo là mình cảm ơn một người em đã nhượng lại chiếc xe này cho mình. Đó, là người em đó là mua về và cảm thấy không có thích nữa. Đại gia đó, đại gia bán lại. Chìa khóa là anh giao đủ hết nè. Dạ rồi, hai chìa khóa. Chìa khóa nè. Thì bây giờ anh sẽ lên tiến hành anh bọt, gắn cái này vô, gắn cái này vô, phải tháo dàn áo rất là lâu. Dạ. Chờ một chút mới xong. Thì quay cho anh em xem cái mẫu 221 rồi. Có cái gì nói với anh em không? Nói với anh em. Anh em cứ đặt cọc với anh Minh Maker sẽ không làm anh em thất vọng tiệm nào đâu. Mình đợi anh 2 tháng rồi nhưng mà hôm nay đến rất là vui. Đến đây thì anh cũng xin cảm ơn mẹ em. Em cấp cho em tiền để mua chiếc xe này. Em cũng cảm ơn mẹ rất nhiều. Rồi. Nói chung là qua đây á, anh em tìm ở đây cũng như là anh em thôi, anh em xã hội thôi. Thì mình quý mến anh em mới tìm tới đây thì anh đã hướng dẫn những cách em chơi xe đỡ tốn tiền nhất rồi. Dạ. Giấy tờ lằng nhằng là anh đỡ tốn dẫn chơi đỡ tốn tiền nhất rồi. Dạ. Thì em cứ yên tâm. Dạ, rồi. Anh tìm địa chỉ nhà em khó chứ mà em tìm anh rất là dễ. Dạ. Đúng không? Đó thì những gì hồi nãy anh hướng dẫn em á là đó xong hết rồi đó. Dạ. Là anh phân tích cho em thích cách nào anh cũng hỗ trợ hết. Dạ. Không, cái cách nào ở đây anh cũng hỗ trợ hết, nhưng mà mình phân tích cách mà ít tốn kém nhất cho anh em có thể về cái phần giấy tờ này nọ. Thì con xe này thằng em á, nó muốn là nó sau này nó chạy thời gian nó sẽ đổi lên con CBR 250RR. Thì mình nói mình mới phân tích cái về cái bộ giấy tờ, em cứ đi sau này em quay đầu lại anh. Bên mình có hỗ trợ quay đầu, có nghĩa là anh em đi chán, anh em muốn đổi lên xe khác, hoặc là anh em muốn bán, hay là anh em muốn bán cho một người khác thì mình hỗ trợ ký luôn. Lần đầu tiên ký là mình miễn phí cho anh em 100% nha. Đó đó, bây giờ mình hỗ trợ ký cho ảnh mà lần đầu ảnh kêu thôi khỏi, để sau này em có bán lại anh nó dễ, hoặc là sau này em có bán cho bạn em, bán cho bạn em thì anh Minh ký thẳng cho bạn em luôn, đó là đỡ tốn công em, phải không? Là em về em chạy Vivo rồi. Ok anh em à, thì quay cho anh em xem nè. Thì giờ nó mới quá mình cũng biết nói gì nữa. Coi cái vỏ nè, từ cái vỏ tới cái nhông sinh đĩa, nói chung là nó không một vết xước chày gì luôn anh em. Phải công nhận một điều đó. Mà cái thằng em mà bạn để xe lại cho mình cũng kỹ nữa. Mua xe về là bao từ đầu đến Z luôn. Thấy không? Ghê không? Nào quay cho anh em hôm nay. Lần đầu tiên cảm giác được đập thùng. Mới không? Từ trong ốc máy không có một vết chày, vết xước gì hết. Thiệt sự mà mua được những con xe này là mình vui lắm anh em. Nói chung là anh em quý mến anh em mới để lại được cho mình, rồi mình mới chia lại được cho những anh em xem kênh đó. Nói chung là còn về mà chia lại á, đương nhiên mình phải có một chút lợi nhuận chắc chắn luôn. Cái này mình không thể giấu anh em được. Để mình lại để làm gì? Để mình còn nuôi mấy đứa này, nó còn vệ sinh xe, nó còn ấy xe, rồi bây giờ nó phải gắn đồ chơi vô cho anh em nữa đó, nuôi biết bao nhiêu thằng đó, thì mình phải có một chút lợi nhuận, nhưng mà nó không có nhiều. Nói chung là nó đủ để trang trải cho nhân viên của mình là đủ sống qua ngày á, đủ mua xe ba chạy. Dạ. Rồi thì bây giờ mình tiến hành mình lên mình ráp cái này vô rồi chào mọi người anh em, mình làm tấm hình thôi rồi anh em về. Ok rồi, bây giờ vô làm tấm hình với bạn xe. Mình phải chéo mình chụp từ đâu qua cho đẹp đó, chụp từ đâu qua, chụp từ đó qua đúng không? Vô.